Những năm gần đây, khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa liên tục hứng chịu những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong đó có những trận lũ quét sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tuy nhiên, địa phương này hiện đang gặp khó khăn rất lớn trong công tác di rời các hộ dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2018, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm 105 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng, 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và hàng trăm ngôi nhà còn lại trong tình trạng nguy cơ sạt lở cao. Nghiêm trọng hơn, mưa lũ kéo dài khiến các dãy núi xuất hiện những vết nứt lớn và nhiều điểm sạt trượt với quy mô rộng. Ba bản là nằm trong nguy cơ sạt lở rất cao, thì trong đấy có hai bản là đã có vết nứt. Còn tại bản Ma Hắc, đợt sạt lở cuối năm 2018 khiến hai ngôi nhà bị xóa sổ hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người bởi đã sơ tán dân kịp thời trước đó. Có hai nhà ở trên này thì ban quản lý bản chúng tôi là đi bảo là phải di rời, tối nay không được ngủ đây, phải đi ngủ chỗ khác. Tối đó thì lũ quét lại về, quét luôn hai cái nhà đi hết, không còn nữa. Trong 2 năm 2018 và 2019, với nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, huyện Mường Lát có 6 khu tái định cư được xây dựng khẩn cấp trên địa bàn 5 xã, góp phần ổn định cuộc sống cho 346 hộ dân trong vùng ảnh hưởng. Huyện Mường Lát hiện còn 724 hộ dân với hơn 3.700 nhân khẩu của 6 bản thuộc hai xã Trung Lý và Mường Lý có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao cần phải được di rời. Các khu tái định cư này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án di rời từ tháng 4 năm 2019. Thế nhưng do không có nguồn kinh phí nên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Kiến nghị với lại các bộ ngành trung ương và tỉnh là sớm có cái chủ trương đầu tư 6 cái khu tái định cư trên địa bàn của hai xã Trung Lý và Mường Lý để sớm đưa 724 hộ dân trên 3.735 nhân khẩu đến cái nơi ở được an toàn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn gần khoảng 4.800 hộ dân cần phải bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên, thiếu vốn khiến công tác di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vốn đã khó, lại càng khó khăn hơn.